Trương Quốc Huy con rối trong tay các thế lực bên ngoài. Vỏ bọc che đậy cho các hành vi, thủ đoạn xấu xa mà các thế lực thù địch thường dựa vào là các chiêu bài nhân quyền, dân chủ, tự do, nhất là tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hay thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để từ đó kích động lôi kéo những người thiếu hiểu biết chống phá đất nước. Trong video này hãy cùng Che Làng TV cùng tìm hiểu đối tượng Trương Quốc Huy con rối trong tay các thế lực bên ngoài. Trương Quốc Huy, sinh năm 1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Huy chỉ học hết lớp 7 rồi bỏ giữa chừng, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã vi phạm kỷ luật và bị loại ngũ. Do kém hiểu biết, trong giai đoạn 2004-2005, Huy và Hằng Tấn Phát, một kẻ đồng tính, đã bị các tổ chức phản động rụ rỗ, lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động Hội đồng Dân quân Cứu quốc do đối tượng khủng bố Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Sau đó, được sự hà hơi, tiếp sức, chỉ đạo của các đối tượng phản động Bùi Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Huy Đức và Lý Gia Phạm, Trương Quốc Huy đã thu thập, phát tán các tài liệu trên các trang web phản động có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và phát tán tờ rơi có nội dung xuyên tạc chính quyền đàn áp tôn giáo, do đó đã được tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh chuyển cho 600 đô la Mỹ. Do có hoạt động vi phạm pháp luật, năm 2005, Trương Quốc Huy và Lý Gia Phạm đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt để điều tra làm rõ. Trong thời gian bị tạm giam, hai đối tượng đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, viết nhiều lá đơn xin khoan hồng, nội dung rất thống thiết như đơn xin cam kết từ bỏ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Tôi nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đi ngược lại mục tiêu chung của dân tộc. Tôi xin cam kết từ bỏ tất cả để trở thành công dân lương thiện. Với mục đích nhân đạo, mở cho kẻ lầm đường lạc lối trở lại thành công dân lương thiện, Trương Quốc Huy được trả tự do sau 9 tháng giam giữ mà không bị truy tố và Lý Gia Phạm bị trục xuất về Mỹ. Tuy nhiên, với bản chất phá hoại khó thay đổi, sau khi được trả tự do, Trương Quốc Huy đã tiếp tục có hoạt động vi phạm pháp luật, gia nhập các tổ chức phản động. Năm 2006, Trương Quốc Huy và anh trai là Trương Quốc Tuấn bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2008, Trương Quốc Huy bị tòa án xét xử, tuyên phạt 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Năm 2012, sau khi mãn hạn tù, Trương Quốc Huy cùng Trương Quốc Tuấn trốn sang Thái Lan và bị bắt giữ vì hành vi nhập cảnh trái phép. Sau đó đã được tị nạn tại Mỹ dưới sự bảo trợ, bảo lãnh của tổ chức, cá nhân phản động đã từng hà hơi, tiếp sức cho đối tượng hoạt động chống phá Việt Nam. Sau khi được tị nạn tại Mỹ, Trương Quốc Huy tiếp tục ngựa quen đường cũ và để có tiền trang trải cho cuộc sống. Y đã tuyên bố gia nhập các tổ chức phản động và tạo lập các tài khoản mạng xã hội, trang mạng phản động, trong đó có N10 TV để phát tán tài liệu sằng bậy, bịa đặt chống phá Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đã đăng trên các tài khoản mạng xã hội gọi Trương Quốc Huy là loại tâm thần chính trị. Những quân nhân có thời gian nhập ngũ cùng đã tẩy chay, bóc mẽ, chỉ ra những việc làm vi phạm đạo đức, vi phạm kỷ luật quân đội của Trương Quốc Huy.